xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bếp GB. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 25 tây tháng 4 năm 2021 nha. Và hôm nay cũng là tuần mới rồi, các bạn đã đến trường rồi. Chúc các bạn học thật tốt, thi điểm thật cao. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào kiểm tra đơn hàng. Nguyễn Thị Thọ, đơn hàng 121.000 đồng. Wow, hãy xem đây, đầu phố đó là hai cây bút nước nha. Bên đây là có sao, bên đây là có một nhành hoa. Cả hai đều có cái đồ để bôi được nè. Trên đây lại còn có cây đào, trái đào chứ. Bên đây thì là một cô gái anime rất là xinh luôn. Wow, còn có cái ngòi galaxy nữa nè. Đây, cái nắp cũng galaxy, cái ngòi cũng galaxy, cầu vòng rất là đẹp luôn. Bút mực máy bôi được nha các bạn, có thể bôi được luôn. 35.000 đồng một cây. Đó, siêu đẹp luôn á. Ngoài ra thì bạn còn có mua thêm đó là cái ống mực nè, 6 ống, mỗi ống là 3.000. Dùng để thay cho cái ống mực này nếu như bị hết đó mấy bạn. Và tiếp theo, Bảo Trâm ơi, đã đến đơn hàng của Bảo Trâm 102.000 đồng. Hoa nào đẹp bằng hoa thiên lý, tiếng em cười như ngựa hí trường đua. Một bài thơ hết sức là dịu duyên. Nhưng mà nói như thế nào ta, muốn gửi đến cho các bạn một niềm vui nho nhỏ đó, để mong các bạn học tốt. Còn nếu như mình có vô duyên thì mọi người đừng có ném đá mình nha. Còn mình là móc khóa búp bê. Đây, móc khóa búp bê siêu dễ thương, chỉ có 12.000. Còn gọi là cô gái áo hồng, có nơ nè, đội mũ len nè, tóc ngang nè, tóc dài ra phía sau luôn nha. Chân thì mang vớ nè, mang giày, rất là xinh luôn. Đây, vừa làm móc khóa, vừa có thể là một người bạn để cho các bạn tâm sự nè. Các bạn có thích không? Nếu thích thì đừng quên 0937 899 707 để đặt hàng mua mình về nha. Wow, lại còn có hai anh sắt nữa nè. Wow, rất dễ thương luôn nha. Một sắp hình như thế này là 10.000 đồng. Bên trong có 9 tấm khác nhau. Kỳ con bướm vàng, kỳ con bướm hồng. Đây, con bướm nó có rất nhiều hoa hồng và có nước ở bên trong nữa. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Ở phía dưới thì là một bạn bếp bơ. Đây, bếp bơ đang bắt bướm, rất là xinh. Nằm trên một quyển sổ lò xo. Quyển sổ này có giá là 17.000. Rất là đẹp. Và bạn còn có đặt là một xấp giấy tô màu. Có rất là nhiều hình của công chúa rồi cô dâu đồ này nha các bạn. Đây, một xấp là 20.000 đồng. Hình nào cũng đẹp hết luôn. Đó, mỗi tấm có một cái vẻ đẹp khác nhau, rất là xinh luôn nha. Tha hồ cho các bạn cùng nhau tô màu, sáng tạo, trang trí váy áo ha. Rất là đẹp, 20.000. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Phạm Trúc Linh, đơn hàng 118.000 đồng. Yeah, một bông hoa màu xanh ư? Không phải đâu, đó là một quả dâu đỏ, tươi luôn, lá thì xanh mướt luôn. Thơm ơi là thơm, và lại rất là mềm nữa. Đó là quả dâu Wixi to đùng như thế này, chỉ có 50.000 thôi nha, rất là thư giãn. Ten ten, một người tuyết đang ôm một bạn mặt cười, bên trong là nước và những ngôi sao. Lại còn có là cái đầu ngòi này để bôi mực được đó các bạn. Đây là ống mực nè, đây là cái đồ để mà mình kẹp lên trên áo hoặc là trên cuốn cái hộp bút á. Ở bên trong thì là cái ngòi của nó cầu vòng galaxy cùng với lại cái này luôn. Rất đẹp luôn, chỉ có 35.000 đồng nha. Tara, và bây giờ sẽ là đơn hàng của Nguyễn Ngọc Yến Nhi, đơn hàng 210.000 đồng. Tantarantan, và đây là đơn hàng của bạn Uyên Nhi, rất là dễ thương luôn nha. Đầu tiên thì các bạn xem nè. Một hộp bút dạ quang kim tuyến lấp lánh luôn nha. Đủ 6 cây 6 màu. Và cái ngòi của nó đặc biệt là ngòi ngôi sao, để cho chúng ta có thể vẽ sao băng một cách nhanh nhất, đẹp nhất luôn. Lại còn có thể dùng để tô màu và đánh dấu những chỗ quan trọng trong bài học của mình. Vĩ bút ngòi dạ quang kim tuyến ngòi ngôi sao này chỉ có 36.000 thôi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ còn có là một hộp sticker lụa nè, có ba cuộn băng keo nhỏ nha, và một cuộn khổng lồ. Wow, những cái hình của nó nè, trái cây, dưa hấu, đùi gà, wow, và người tuyết đồ, sóng biển, kem đồ, rất là đẹp. Và bên trong lại còn nhiều hình đẹp nữa nha. Combo sticker lụa siêu dễ thương như thế này, giúp ta có thể trang trí mọi cái luôn, chỉ có 50.000. Còn đây thì là gì đây? Wow, một bạn Gretama hay là một bạn gà con, rất là dễ thương luôn nha. Đây là một cái đồ bôi, một cục gom á, chỉ có 5.000 đồng thôi các bạn nha. Phía trên là gom nè, phía dưới là nó có cái đồ để nè, và nó còn có cái đồ để chà, để cho sạch tập của mình nữa, rất là tiện lợi luôn.
chan 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 chan. Và đây các bạn xem, cây bút thần thánh được nhiều người yêu thích bởi sự lung linh của nó nha. Nước kim tuyến, lại còn có thể bôi được, rất tiện lợi luôn. Lại còn có thể thay ống mực, không cần phải bơm, rất là dơ tay. Đó, và lại còn đẹp lung linh nhờ cái phần hologram này nữa. Đây, cái ngòi của nó cũng vậy luôn nha. Vừa viết, vừa ngắm cái sự lung linh này thì quá tuyệt vời đúng không? 35.000 một cây. Còn đây, wow, rất là xinh đẹp và tiện lợi vô cùng. Đây, mở bọc ra cho các bạn xem bên trong, kiểm tra bên trong ha. Đây là phần của một bạn chuột hamster và những đóa hoa rất là xinh đẹp luôn. Và đây là phần giấy nha các bạn. Đây, giấy nè, mình có thể tách ra để mà mình ghi chú vào đây, ngay phần bụng của chú chuột nè. Đó, ghi chú cái gì đó, chúc ngủ ngon, hoặc là ngày mai phải đi học thêm, thứ năm thi toán, như vậy đó. Rồi ở đây nữa, còn rất là nhiều giấy, nốt để cho chúng ta dán ở cái phần đầu này nha. Ghi chú, thi môn gì, chuẩn bị học cái gì, rất là tiện lợi, đủ màu hết luôn. Lại còn có những hình dễ thương như thế này, nhắc nhở cho chúng ta làm cái gì cũng sẽ trật tự, ngay ngắn và đúng thời gian, đúng quy định, đảm bảo học tốt, thi tốt. Đó, giấy nốt giúp bạn 10 điểm, giấy nốt bạn chuột hamster giúp bạn 10 điểm nha. Đây, 8.000 à, quá rẻ luôn, dễ thương nữa. Yeah, và bây giờ là một quyển sổ mochi. Chúng ta hãy ngắm đi, một cô gái đang mặc một bộ đồ của chú mèo tam thể rất dễ thương. Lại còn cô gái này mặc bộ đồ của chú mèo mướp thì phải, hay là chú hổ đây. Wow, lại còn có quả chuối nè, có mây nè, cherry nè, thỏ nè, và đặc biệt là một bé mochi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gỡ ra kiểm tra xem mạng mochi này có mềm không nha. Đây, bé mochi con ơi. Đây, Yến Nhi ơi, bạn có xem video không? Bắt tay chào bạn nè. Yeah, bắt tay nha. Đây, Yến Nhi xem nè, nó rất là mềm luôn và rất là dẻo dai nữa nha. Nói chung á là quyển sổ rất là đẹp luôn đúng không các bạn? 35.000 đồng. Taran, và bây giờ là đơn hàng của bạn Nguyễn Vân. 70.000, bạn đã chuyển khoản trước rồi. Và chuyển khoản trước thì được giảm 13.000 tiền ship này các bạn. Wow, thật là tiện lợi. Và thật trùng hợp, các đơn hàng ngày hôm nay giống như có hẹn nhau thì phải. Các bạn có hẹn nhau hay không? Hãy comment ở phía dưới. Hẹn nhau cùng mua cây bút mực máy bôi được nè. Đó, có nước, có hoa rất lấp lánh, có đồ bôi. Và ở phía trên này là một anime xinh xắn. Ngòi bút thì lại là ngòi cầu vòng Galaxy, rất tuyệt đẹp, chỉ có 35.000 đồng. Bạn còn có mua thêm ống mực để thay thế nè các bạn, 6 ống, mỗi ống 3.000. Ten ten, cuối cùng sẽ là đơn hàng của Nguyễn Phương Thảo, đơn hàng 178.000 đồng. Wow, thật kỳ diệu. Chắc chắn là các bạn này có hẹn nhau mua bút mực máy bôi được nè. Hay là các bạn, hay là cây bút này nó quá đẹp, quá hot. Các bạn bình luận ở phía dưới xem là các bạn này hẹn nhau mua bút mực máy bôi được, hay là vì nó quá đẹp, nó quá dễ thương. Đây, các bạn xem, phía dưới của nó có nước, có kim tuyến. Bên đây thì là có người tuyết. Rồi bên đây thì có trái đào. Bên đây thì có những ngôi sao. Cái đầu bôi được của nó thì nằm ở đây nhé. Trên thân thì mỗi cây cũng sẽ có một hình khác nhau, siêu đẹp luôn như thế này. Wow. Và đến cái phần cầu vòng, không phải là nói đi nói lại bao nhiêu lần, nhưng mà lúc nào chị cũng thấy nó rất là xinh đẹp và lấp lánh. Các bạn có thấy như vậy không? 35.000 đồng một cây, quá xinh luôn nè. Wow. Và lại còn có ống mực để thay thế nữa nha, 6 ống, mỗi ống chỉ có 3.000. Và bạn còn có mua thêm là bút mực nữa này nha. Đây, những cây này là 5.000 một cây. Pikachu, nước ép trái cây nho. Rồi Pikachu và hũ kim tuyến. Rồi đến là nước ép xâm dứa. Wow, rất tuyệt vời. Mỗi cây 5.000, đặc biệt nhất là cây này nha. Tuy không có hình kèm theo, nhưng cái ống mực của nó thì tuyệt đẹp luôn. Ống mực cầu vòng, viết ra được 7 màu thay phiên nhau, tuyệt vời không chứ. 5.000 đồng cho một cái loại mực tuyệt hảo như thế này nha. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 25 tây tháng 4 năm 2021 rồi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại ở video sau. Chúc các bạn và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, học thật là tốt, điểm thật là cao nha. Bye bye. Đừng quên đăng ký thành viên kênh Bé Học Chibi để theo dõi những sản phẩm mới, những đơn hàng dễ thương nhất luôn nha. Đó.
Con muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 nha. Có thể đặt hàng ở Zalo và Facebook nữa đó.